Thưa quý vị, khi mình nhắc tới Quảng Bình, đặc biệt là các danh lam thắng cảnh thì phải nhắc tới Đồng Phong Nha Kẻ bàn nơi được coi là vương quốc của hoang động Việt Nam. Mới đây thì Hiệp hội Hang động Hoàng gia nước Anh vừa mới công bố đã phát hiện cùng lúc một hệ thống hang động mới, nguyên sơ và tráng lệ tại Quảng Bình. Đoàn thám hiểm của Hiệp hội Hang động Hoàng gia nước Anh vừa tiến hành khảo sát vùng núi đá vôi trên huyện này và công bố phát hiện hệ thống hang động nguyên sơ với cảnh quan tuyệt đẹp địa điểm mà Hiệp hội Hoàng gia nước Anh vừa công bố và ghi nhận phát hiện trên hệ thống hang động là tại khu vực núi Đá Vôi, xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa, nằm cách khu vực phong gia kẻ bàng hơn 80 km. Tất cả các hang đều thuộc hang động ước, một số hang có nhánh khô. Theo như các chuyên gia của Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh, việc phát hiện những hang động mới này chỉ là kết quả bước đầu trong quá trình khảo sát tại xã Lâm Hóa.